ngày 15 tháng 11 năm 2024 đoàn thanh niên khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đoàn thanh niên công ty cổ phần Bột Giặc Lis phối hợp với ban dân vận tỉnh ủy An Giang quyền ủy hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quyện Phú bàn giao công trình thanh niên năm 2024 tại xã Quốc Thái ông võ văn yên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Liêm, Phó Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực quyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyện. ông Trang Công Cường, Phó Bí thư quyện ủy, Chủ tịch quỹ ban nhân dân Quỷ Phú cùng lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đến dự. Tại buổi lễ, đoàn thanh niên khói các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh và đoàn thanh niên công ty cổ phần bột giặt list đã trao tặng 20 phần quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà là sản phẩm bột giặt list, tổng trị giá 25 triệu đồng. Công ty cổ phần bột giặt list còn trao tặng một hệ thống lọc nước RO cho phòng khám khu vực Đồng Kỳ, xã Quốc Thái, với công sức hoạt động 300 lít trên giờ cung cấp nước uống sạch tại chỗ cho y, bác sĩ và bệnh nhân, trị giá hơn 80 triệu đồng. Thay mặt đảng quỹ khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Yên, Phó bí thư thường trực đã ngụy khói gửi lời ân cần thăm hỏi, đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với học sinh nghèo và mong muốn các em học sinh có điều kiện học tốt hơn trong năm học mới. Đối với đơn vị thụ hưởng hệ thống lọc nước RO, ông võ văn yên hy vọng sẽ bảo trì, bảo dưỡng để hệ thống lọc nước được hoạt động tốt nhất, góp phần giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bệnh nhân tại đây.